và những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đó cái phần thật chỉ là cái phần đầu tiên mà thôi lịch sử của prime trust và công ty này đang nợ rất là nhiều tiền và đã lên tòa rồi đó là những gì mà chúng ta biết là sự thật rồi cái sự quan hệ với lại tusd đó thôi chia sẻ kỹ một lát nữa nhưng mà phần lớn chỉ là những cái nghi vấn mà thôi các bạn thì bây giờ vẫn chưa có bất cứ một dẫn chứng cụ thể nào là đồng tusd có vấn đề nhưng mà cũng có rất nhiều nghi vấn và đối với cái sự quan hệ với là binance thì nó còn cách xa hơn nữa rất là nhiều những cái tin đồn rất nhiều cái nghi vấn nhưng mà thường biết là rất nhiều bạn quan tâm đến binance quan tâm đến sự liên quan tới TUSD Cho nên Thùng muốn chia sẻ tất cả những thông tin mà đang có hiện tại Rồi các bạn có thể tự đưa quy định cho bản thân của mình Thì các bạn đã thấy được là sang Binance đó, sau khi mà đã không còn tiếp tục sử dụng BUSD nữa Các bạn thấy đồng BUSD đó thì vẫn còn trên sàn Binance Nhưng mà đồng đó là một đồng mà sẽ phai mờ theo thời gian Tại vì các bạn đã biết là cái công ty phát hành đó, là công ty ở New York đã nói là sẽ không tiếp tục hỗ trợ nữa Đây là cái điều đã xảy ra từ đây mấy tháng rồi thì cái đồng ổn định mà đang được khuyến mãi và đang được sử dụng trên sàn Thằng Binance đó chính là TUSD đây là một đồng mà hầu như sàn Binance muốn thúc đẩy à, để thay thế BUSD đó là những gì mà chúng ta thấy trên màn hình các bạn thấy được là có Zero Maker Fee để cho những người nào mà họ muốn à, chạy những cái giao thức trading thì có thể là sử dụng một đồng TUSD à, chúng ta thấy được là có rất nhiều những khuyến mại như là các bạn nhìn thấy trên màn hình ngoài trừ việc đó ra thì các bạn thấy được là gần đây đó thì Maverick Protocol trên Binance thì cũng đã bắt đầu staking cái cặp là BNB và TUSD nói chung sàn Binance cũng đã có nhiều khuyến mãi gần đây liên quan tới cái đồng TUSD này và thậm chí dựa theo Adam Cochran thì ở trên sàn Binance ấy, các bạn có thể sử dụng đồng TUSD dùng để mà làm thế chấp thì có một số người nói là lý do tại sao mà đồng TUSD này bây giờ vẫn giữ được peg vẫn hồi phục lại sau khi mà xuống còn 80 cent trên một đô la đó là tại vì có thể à, có người đã dùng đồng TUSD này à, họ đem lên trên sàn Binance làm thế chấp rồi họ mượn ra giống như mượn ra đồng Tether hay là đồng ổn định khác giống như USDC dùng đồng đó đi thu mua TUSD USD để có thể giữ giá đồng TUSD này được ở một đô la. Đó là lý do tại sao mà đồng TUSD này vẫn giữ được cái peg hiện bây giờ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy điều này cứ tiếp tục, nữa, thì cái đó không thể làm hoài được, sẽ dẫn đến đồng này nó sẽ hiện ra nguyên hình là TUSD sẽ không có đủ peg, dẫn đến là cái số nợ, có nghĩa là cái số À, nợ sau khi mà cho thế chấp đồng TUSD trên sàn Binance sẽ trở thành nợ xấu đó là cái mối lo ngại hiện bây giờ và các bạn thấy là một trong những điều mà người ta chỉ ra được đó là khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu ở trên Chainlink thì các bạn thấy được là Chainlink lấy tài liệu Proof of Reserve, có nghĩa là cái tài liệu tài sản hỗ trợ đồng TUSD này đã từ một công ty thứ ba có tên là D Network Firm, có nghĩa là tài liệu kiểm toán của công ty TUSD này là từ công ty D Network Firm. thì công ty D Network Firm này là công ty gì các bạn? đó là công ty mà trước đây đã kiểm toán sàn FTX US Trước đây đó họ có một cái tên là Amanio Các bạn được công ty Amanio này là công ty mà sau khi mà sàn FTX hay bị phá sản công ty này Hầu như danh dự đã mất hết Sau đó, đó thì họ đã ủy cái tên đó và họ đã up lại với cái tên mới Và các bạn thấy cái tên mới đó là tên gì? D Network Firm cái công ty mà kiểm toán đồng true usd đó chính là công ty mà kiểm toán sang ftx xưa đương nhiên nhiều người nói đây là một dấu hiệu cho thấy là tài liệu kiểm toán đó thì không đáng tin và đương nhiên true usd đó thì không có nói rõ cái sự quan hệ và không có trả lời nhiều chỉ trích trên mạng hiện bây giờ mà họ chỉ nói đó đây là cách đây gần một tuần này các bạn ngày 20 tháng 6 thì họ đi chia sẻ một cái tweet là tuy là công ty Prime Trust đã không còn là một đối tác của họ nữa nhưng mà họ chỉ sử dụng Prime Trust để dùng làm on ram off ram nghĩa là cái đối tác để họ có thể gửi tiền vào ngân hàng và rút tiền từ ngân hàng đem vào trong thì crypto này mà thôi và họ còn nhiều đối tác khác nữa. Đó là cái uh, tweet được chia sẻ bởi True USD cách đây khoảng chừng một tuần. Rồi sau đó đó cái Twitter này nó hoàn toàn im lặng luôn các bạn. Và vì họ nói là họ còn những đối tác ngân hàng khác thì Adam Crockett cũng đã hỏi rất là nhiều những người trên Twitter là có ai có thể redeem đồng TUSD này để mà lấy tiền về ngân hàng được hay là không tại vì cách mà các bạn tạo ra bất cứ một đồng ổn định nào đó giống như là đồng Tether hay là USDC thì các bạn là một đối tác các bạn gửi tiền tới đó rồi họ sẽ in ra đồng ổn định đó cho các bạn khi các bạn đã sử dụng xong các bạn đã làm như mình thường làm rồi thì các bạn muốn lấy lại tiền thì các bạn sẽ trả đồng ổn định lại cho họ họ sẽ trả tiền lại ngân hàng cho các bạn đó gọi là redeem chứ không phải là các bạn lên sàn để mà các bạn đổi đồng ổn định ra một đồng khác hay là các bạn bán đồng định đó nếu làm như vậy thì đồng đó vẫn còn ở trên sàn các bạn vẫn còn trên thị trường cái mà Adam muốn biết đó là có thật sự là người ta có thể trả đồng này trở về để lấy tiền từ ngân hàng hay không Thì có rất là nhiều người bên dưới này nói là họ không làm được các bạn Và nếu như mà họ muốn bán đồng TUSD này lấy tiền đó, thì họ swap ở trên sàn Binance trở thành đồng USDT Hay là họ bán trên sàn Binance sẽ không có redeem được Đó là những gì mà được chia sẻ ở trên mạng hiện tại Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một khao lớn nào nói là họ đã thực sự thành công redeem đồng TUSD này ngoài chỉ việc là họ bán trên sàn Binance mà thôi và chúng ta cũng thấy được là cuối cùng đó thì cái account Twitter của True USD cũng đã trở lại ngày hôm nay các bạn cách <laughs> đây không lâu thì họ đã trở lại và họ đã chia sẻ không có liên quan gì đến những sự kiện xảy ra hết tóm lại là những cái thông tin liên quan tới 2 uh, usd là một đồng mà ổn định có nhiều nghi vấn đó họ không đề cập đến cũng không giải thích gì luôn mà bây giờ đó họ chia sẻ cái thuyết đầu tiên sau một tuần khi mà có sự kiện này xảy ra đó chính là họ nói là trên có cái cap nhưng chúng tôi kìa chúng tôi có một cái volume giao dịch cao nhất trong dòng 30 ngày qua đã lên tới cái mức là hơn 68 tỷ đô la <laughs> Thì thấy được Sau một tuần im lặng Biết bao nhiêu là drama Nhưng mà họ lại chia sẻ cái thứ đầu tiên Là họ ca tụng Đồng này thì bây giờ có biết bao nhiêu người giao dịch <laughs> Giống như là muốn đánh lạc hướng gì các bạn Như cũng đang nhận ra được điều này thì tóm lại là như thế nào các bạn tóm lại đây thì Prime Trust chúng ta đã biết rồi đó là một công ty mà thật sự họ không có tiền trả cho khách hàng đó là một chuyện còn về liên quan tới đồng True USD này thì có thật sự là có đủ tiền để mà hỗ trợ một đô la hay là không thì đây vẫn là một nghi vấn và về cái mối quan hệ với là Binance thì bây giờ các bạn thấy là phần lớn nó chỉ là nghi vấn chỉ là những cái suy đoán mà thôi chứ không có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào hết và ít ra đó chúng ta chỉ biết là ngay bây giờ thì có nhiều nghi vấn liên quan tới đồng TrueUSD USD này đó là liên quan đến là ngân hàng của họ đối tác bây giờ là ai bây giờ không còn là Prime Trust nữa thì là ai và các bạn thấy là tại sao họ lại lựa chọn một cái công ty kiểm toán mà có cái lý lịch xấu như vậy là công ty kiểm toán trước đây kiểm toán cho sàn ftx có nhiều tin đồn là không có thể trả đồng TUSD này trở về để lấy tiền trực tiếp từ công ty được và đột ngột lại có thêm 2 tỷ đô la được tạo ra từ True USD đó là cái nghi vấn mà thôi nhưng mà để cho công bằng các bạn đã biết đây cũng là những nghi vấn từ lâu đã có với đồng Tether chúng ta nói rất nhiều về những cái thông tin liên quan tới Tether và một thời gian cực kỳ dài chúng ta cũng đang thấy là Tether cũng sử dụng những cái công ty kiểm toán mà không có tên tuổi và có nhiều nghi vấn một thời gian dài chúng ta cũng không biết được là đối tác ngân hàng chính thức của Tether là gì. Các bạn thấy được là cũng đã có rất nhiều nghi vấn liên quan tới công ty Tether. Tại sao mà đột ngột lại có cái sự in tiền nhiều như vậy đến từ Tether? Tại sao lại đột ngột thấy vốn hóa tăng nhanh ở Tether? Tất cả những điều này đó là những điều mà đã từng xảy ra bởi những đồng ổn định khác. Cho nên tôi cũng muốn có một cái sự công bằng ở đây. Nhưng mà ít ra chúng ta thấy là bây giờ TrueUSD cũng nằm trong cái nhóm đó là có nhiều nghi vấn hiện tại còn về sàn binance thì uh, nhiều người bây giờ cũng chỉ chưa hiểu là đối với những gì đang xảy ra đâu ngoài chưa là sàn binance thật sự hiểu uh, và biết là TrueUSD không có vấn đề gì chứ nếu không đó, thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe bất cứ một cái uh, thông tin uh, gì để mà đứng chính lại vấn đề liên quan tới tusd hết nhưng mà nhiều người cũng nói là cái uh, vốn hóa của đồng ổn định này nó cũng không phải là lớn lắm nó không giống như là chúng ta nói tới nhiên độ ổn định như là usdc vốn hóa lên tới 28 tỷ hay là các bạn theo tether tới 83 tỷ, ít ra đồng ổn định TUSD này vốn hóa chỉ có là 3 tỷ mà thôi, cho nên cái sự ảnh hưởng đến thị trường cũng có sự giới hạn và thật ra không phải chỉ riêng là sàn Binance à, đang thúc đẩy sử dụng TUSD rồi các bạn thấy là cái sàn khác nữa là sàn ở Hoa Kỳ, sàn Kraken Pro là có một sàn mà có tiếng nhiều năm ở Hoa Kỳ, thì các bạn thấy là cũng vừa thông báo ngày hôm nay luôn, cho dù là có biết bao nhiêu drama liên quan tới TUSD, họ đã thông báo là họ sẽ cho phép giao dịch cặp TUSD và USD ở trên uh, Kraken và cho các bạn giao dịch hợp đồng futures dùng TUSD các bạn. Đây là những cái thông tin uh, liên quan tới TUSD mà Thuận đã hứa là chia sẻ với một số bạn Hy vọng là các bạn nhận được giá trị Từ cái thông tin này Và các bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra các bạn có tin TUSD này không hay là các bạn nghĩ là cái mối quan hệ giữa TUSD với Binance như thế nào các bạn hãy comment ở bên dưới và nói tới độ ổn định thì chúng ta thấy là đồng Tether vẫn tiếp tục là đồng lớn như thường chia sẻ đó đây là một trong những điều mà thường nghĩ là những người trong thị trường này nhiều năm sẽ cảm thấy bất ngờ tại vì Tether cho tới bây giờ vẫn là đồng mà có nhiều vốn hóa và thậm chí trải qua biết bao nhiêu sự kiện đồng Tether là một đồng mà càng ngày lại càng có nhiều người tin tưởng hơn các bạn sau cái sự kiện liên quan tới USDC Market thì thì cái lòng tin đối với USDC cũng đã giảm tới một phần rồi Bản thân Thuận đó thì không có lưu trữ đồng True USD đồng mà chúng ta vừa mới nói tới Nhưng mà bản thân Thuận bây giờ thì vẫn lưu trữ một phần Tether và một phần đồng USDC Trước đây thường chỉ lưu trữ USDC mà thôi các bạn Nhưng mà sau đó thì cái sự kiện mất phép Thường đã quyết định là lưu trữ cả hai Tại vì uh, trước đó đó thì uh, thường có ý định là chỉ lưu trữ tiền cho ngân hàng nhưng mà nó thực sự quá bất tiện các bạn. Tại vì tiền cho ngân hàng cần phải di chuyển để mà thu mua crypto đó nó không có linh hoạt như là stablecoin. Cho nên thường đã quyết định là uh, lại sẽ lưu trữ một phần stablecoin và bây giờ thường lưu trữ Tether và đồng USDC. Phần còn lại là lưu trữ tiền mặt và thường phân chia ra mọi thứ là 1 phần 3 các bạn. Và nói tới Tether đó thì uh, công ty Tether họ đã ký một cái thỏa thuận với chính phủ Georgia để phát triển ngành công nghiệp crypto trong những năm tới đây là cái quốc gia trôi rồi các bạn chứ không phải tiểu bang trôi Hoa Kỳ và trong cái thỏa thuận này đó các bạn sẽ được là Taylor sẽ hợp tác với các trường học một trong những trường đại học công nghệ và trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Georgia để mà đào tạo các kỹ năng cần thiết trong crypto, bao gồm các lĩnh vực như là blockchain, stablecoin và P2P. Đây là thông tin liên quan tới Tether ngày hôm nay. Và một những thông tin mà gây ra nhiều sự sôi động đó chính là thông tin đến từ Michael Saylor các bạn. Michael Strategy sau một thời gian im lặng thì vừa công bố đã mua thêm 12.333 BTC hôm vừa rồi với giá trung bình là 28.136 cho mỗi một BTC. Tôi nhớ đây là lần đầu tiên mà khi mà Michael thông báo à, thì các bạn thấy là cái giá trên thị trường đã cao hơn cái giá mà họ thông báo mua chứ thường đó thì cái giá đã thấp hơn. Và đương nhiên nhiều bạn cảm thấy đây là tin cũng không phải là tốt đâu Tại vì mỗi lần mà Michael mua thì giá lại có cái sự giảm xuống Nhưng mà hiện bây giờ các bạn thấy là họ lưu trữ số lượng cực kỳ kinh khủng luôn 152.333 BTC và họ mua với giá trung bình là 29.668 từ năm 2020 cho đến bây giờ có nghĩa là mức giá hiện tại thì họ vẫn lời không phải nhiều nhưng mà họ vẫn lời các bạn cái con số mà họ lưu trữ đó nếu như là BTC thực sự lên được dài trăm ngàn như là Michael Saylor nói hay lên tới một triệu đô la như là Cathie Wood Ark Invest thì Michael Saylor sẽ ghi vào lịch sử là một trong những thương gia đã có có thể mang đến lợi nhuận cực kỳ lớn cho cổ đông các bạn một cái sự đầu tư mà cực kỳ thành công và một số bạn hỏi thuận đó là tiền đâu mà Michael C. Là cứ đi thu mua BTC cho Michael Strategy thì đương nhiên các bạn thấy là công ty Michael Stratty thì vẫn kinh doanh à nhưng mà cái tiền mà họ có để mà thu mua BTC đó là từ bán thêm cổ phiếu các bạn và đây là cái tài liệu họ đã gửi đến cho SEC các bạn cái đơn 8K này mỗi lần mà họ có thay đổi tài sản đó thì những công ty trên sàn chứng khoán phải gửi đến đơn 8K và trong đây cũng đã để rất rõ ràng rồi các bạn đã thấy là tính tới ngày 28 tháng 6 như là ngày hôm nay đó thì các bạn đã thấy được là họ đã nói là họ đã thu mua thêm 12.333 BTC với tổng cộng cái số tiền họ dùng để thu mua là 347 triệu đô la có một số bạn nói là tại sao mà không có thông báo ngay lúc mà họ thu mua mà họ thu mua một thời gian sau mới thông báo lý do là tại vì họ cần phải gửi đơn 8k tới cho SEC rồi sau đó họ mới có thông báo được chứ không thể thông báo với công chúng trước khi mà gửi cái đơn 8k này và chúng ta cũng đã thấy là Bên dưới này đó, thì uh, tiền đâu để mà thu mua số lượng BTC này Thì các bạn thấy là MicroStrategy Họ đã tạo ra thêm và bán chứng khoán Tổng cộng đó là hơn 1 triệu chứng khoán à, và họ sau khi bán chứng khoán đó đã lấy vô được à, cái con số là 333 triệu đô la và các bạn thấy là họ mua 347 triệu có nghĩa là cái số tiền họ có là từ bán chứng khoán mà ra và cái số này đã có sự trên là một chút thì có bạn đã comment nói là họ kinh doanh rất là giỏi huy động được 333 triệu mà đã mua 347 triệu Vì là mấy tháng vừa rồi đó dương ra chỉ có 14 triệu tiền đô la kinh doanh thôi ý nói là Michael Saylor đã hầu như cũng chẳng kinh doanh gì hết ở thời điểm này chỉ đi thu mua BTC nhưng mà các bạn phải nghĩ đó là tại sao họ có thể bán được cái số lượng cổ phiếu này tại sao như vậy tại vì nhu cầu các bạn bây giờ đó, đối với thuận và đối với nhiều người nếu như các bạn không muốn tự lưu trữ BTC các bạn không muốn tự thu mua BTC mà các bạn chỉ muốn dùng cái hệ thống chứng khoán để tiếp cận giá của BTC thì không có công ty nào nó tiếp cận giá BTC tốt hơn là MicroStrategy hết. Cho dù các bạn đầu tư vào Coinbase, tôi nghĩ là cũng không bằng các bạn thường vẫn thấy được là MicroStrategy họ đã chuyển qua hầu như cái mô hình kinh doanh của họ chỉ là lưu trữ BTC mà thôi. Thì đương nhiên có người chấp nhận thu mua đưa tiền cho họ thì họ mới bán cổ phiếu được. Cho các bạn thấy được là nhu cầu thu mua cổ phiếu tiếp cận crypto đó không hề nhỏ đâu và các bạn cũng đã biết là một trong những công ty lớn đầu tư vào MicroStrategy là ai? Đó chính là BlackRock các bạn Mà nói tới BlackRock đó thì Eric Batunas, đây là một trong những người mà Thuận cũng rất thích theo dõi các bạn đây là một trong những người phân tích ETF cho Bloomberg và cũng đã đưa ra nhiều nhận định rất là tốt và người này đã đưa ra nhận định là cái quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock khả năng có thể được thông qua ra là 50 50 các bạn, có nghĩa là khả năng đó là hoàn toàn có chứ không phải là không đâu. Và cái quỹ Rayscale đó các bạn đã tiếc là công ty Rayscale thì họ cũng đã kiện ngược lại SEC, nói là không cho họ có một quỹ Bitcoin ETF một cách không có hợp lý. Và thì bây giờ đó đó vẫn là một cái vụ kiện mà chưa có kết quả và dựa theo Airbound chúng ta có thể có khả năng là 70% Rayscale có thể thắng vụ kiện đó, nhưng mà khả năng đó là SEC sẽ lựa chọn là cho BlackRock ETF thông qua Đây cũng là một trong những cách mà có thể giữ mặt mũi của SEC Tại vì BlackRock ETF nó sẽ khác với Grayscale Tại vì đây là cái quỹ BlackRock đó Họ cũng đã có một sự thay đổi Sử dụng Nasdaq và có những cái thỏa thuận Để mà chia sẻ thông tin để chống lại Làm giá trên thị trường vân vân Thì SEC có thể cho BlackRock thông qua Và chỉ với đó nó nói thấy chưa Đó là lý do sao mà chúng tôi không cho Grayscale thông qua Trước đây Tại vì BlackRock đã giải quyết được vấn đề mà chúng tôi uh, đang rất quan tâm và điều đó có thể dẫn đến SEC thắng cái vụ kiện liên quan tới nhưng mà Grayscale sau đó thì cũng sẽ thay đổi văn bản của mình gửi ngược trở lại để được thông qua mà thôi nhưng mà ít ra SEC cũng có thể giữ được mặt mũi trong cái vụ kiện này Tại vì có nhiều thông tin cho thấy được là thẩm phán đã nghiêng về Grayscale cảm thấy là SEC đó từ chối một cách không rõ ràng. Và hôm qua đã thường có chia sẻ cái thông tin liên quan tới Hong Kong VAC đây là cái công ty xếp hạng và họ tạo ra một cái chỉ số crypto thì có nhiều người đã nói và không chỉ như các bạn đâu nhiều người trên mạng đã nói là tại sao 130 đồng được list thì không thấy đồng Solana, AVAX, Uniswap và ETC, Ethereum Classic thì công ty Hong Kong VAC đã chia sẻ đó là những đồng này không phải là tất cả những đồng này nhưng mà dài đồng mà vừa được Newton, đó, Soul, AVAX, Uniswap và ETC thì có khả năng là sẽ có trong danh sách này khi mà họ rebalance lại, họ điều chỉnh lại mỗi một quý và cái đợt kế tiếp họ sẽ điều chỉnh mỗi quý đó chính là ngày 14 tháng 7 chúng ta hãy chờ xem lúc đó những đồng này có được add vào hay là không và khi được add vào thì có đồng nào bị đẩy ra ngoài hay không Chúng ta cũng có một cái thông tin khác liên quan tới ngân hàng thanh toán quốc tế BAS các bạn. Đây là một trong những ngân hàng mà người ta gọi là ngân hàng của những ngân hàng. Và ngân hàng này đã không có thiện cảm với crypto. Nhưng mà thú vị đó là các bạn thấy là họ đã công bố dự án gọi là Mariana. Đây là một dự án mà sử dụng AMM có nghĩa là Automatic Market Maker có nghĩa là hệ thống tạo lập tự động đó cho các giao dịch xuyên biên giới đi bán sĩ CBDC và AMM mà họ chọn đó chính là Curve V2 các bạn Điều mà các bạn nên hiểu đây đó là họ đã nói định nghĩa trong văn bản của BAS Đây là văn bản mà họ đã chia sẻ các bạn Và trong văn bản này đó họ cũng đã nói rõ ràng là họ cần thử nghiệm với một cái nền tảng phi tập trung các bạn Decentralized Exchange, một cái sàn phi tập trung à, Tại vì chỉ có như vậy thì họ mới có thể thử nghiệm CBDC xuyên quốc gia được Và cái nền tảng họ đã sử dụng đó chính là Curve version 2, phiên bản 2 Và bên dưới này đó họ cũng đã không quên nhắc nhở mọi người là tuy họ dùng Curve cái dự án này để mà thử nghiệm Nhưng mà không có nghĩa là họ PR từ dự án này Cái mà Thuần không hiểu trước đây đó chính là làm sao một quốc gia có thể sử dụng CBDC xuyên quốc gia được Tại vì đương nhiên CBDC đó là sẽ không gây dựng trên Ethereum hay là những cái mạng lưới công cộng rồi các bạn Ngân hàng trung ương thì họ cần phải có cái sự quản lý chặt chẽ 100% Có nghĩa là họ có thể tạo ra được, có thể xóa được, có thể in thêm được Ở trên những mạng công cộng đó, thì làm sao làm được các bạn Và nó quá rõ ràng thì đương nhiên sẽ là một mạng tư nhân rồi Nếu như một mạng tư nhân như vậy đó, thì các bạn cứ nghĩ đi Giả sử như là Trung Quốc hay là Ấn Độ Giả sử như có một đồng CBDC bây giờ một số những cái công ty ở Ấn Độ họ sẽ giao dịch với công ty ở Hoa Kỳ mà họ muốn thanh toán bằng cbdc thay vì là trước đây họ dùng tiền pháp định trực tiếp qua ngân hàng bây giờ dùng CBDC thì làm sao mà những công ty Hoa Kỳ nhận được không lẽ là bắt những công ty Hoa Kỳ phải tải cái ứng dụng ví của CBDC đó xuống rồi mới nhận được rồi làm sao để mà thay đổi cái CBDC đó thành đô la được các bạn thì nó rất là phiền phức nó không giống như hệ thống ngân hàng hiện bây giờ không lẽ là mỗi quốc gia là một cái ví thì các bạn phải tải cái đóng ví về về cái account của mình để sử dụng hay sao thì làm sao sử dụng xuyên quốc gia được thì bây giờ chúng ta hiểu hơn rồi họ cần phải dựa trên một cái nền tảng phi tập trung khác đây là cách giải quyết của ngân hàng thanh toán quốc tế BS có nghĩa là họ sẽ để cái CBDC giống như giả sử như là CBDC của Ấn Độ đi họ sẽ đương nhiên là sử dụng trực tiếp ở quốc gia của họ nhưng mà khi ra khỏi quốc gia rồi đó thì họ có thể dùng CBDC đó để lên trên một mạng lưới như là Curve hay gì đó rồi họ có thể tạo ra một cái đồng khác đồng này là đồng thế chấp các bạn thì có nghĩa là đồng giống như là W CBDC và đồng này đó sẽ chạy cho một mạng công cộng và mọi người có thể sử dụng cái mạng đó để mà di chuyển tiền lẫn nhau cho đến cuối cùng đó, khi mà họ muốn đổi ra tiền pháp định của mình thì họ sẽ sử dụng cái ví đó mà thôi thì sẽ rất là tiện lợi hơn. Đây là cái cách mà giải quyết của BIS. Khi nào mà có thêm thông tin chia sẻ nhưng mà đây cũng là một cách giải quyết thông cảm thấy cũng rất là thông minh. Chúng ta cũng có một cái thông tin tốt đến từ Úc các bạn đó chính là cái sàn giao dịch của Úc Australian Stock Exchange Đây không phải là một sàn dịch lớn nữa các bạn Nó đứng hạng thứ 16 trên thế giới Nhưng mà dù sai nữa đó Sàn này cũng giống như là công ty BlackRock Cũng giống như là hôm qua chúng ta nói tới Thông tin đến từ nước Nhật Bản Và uh, Singapore đó Thì uh, sàn giao dịch chứng khoán Ở Úc nói là nếu như mà muốn Đưa token hay là crypto Lên trực tiếp sàn đó thì cực kỳ khó khăn Và có nhiều uh, vấn đề pháp lý Nhưng mà giá trị của crypto Đối với sàn giao dịch chứng khoán của Úc đó, đó chính là có thể giao dịch những cái token đại diện cho tài sản thật giống như là thay vì là các bạn giao dịch chứng khoán thì chứng khoán đó sẽ được đại diện bằng một cái token, di chuyển nó sẽ nhanh hơn, rẻ hơn, tiện lợi hơn, rõ ràng hơn. Cực kỳ quan trọng hơn nữa là có thể rời khỏi nước Úc được các bạn. Bây giờ đó, giả sử như các bạn ở Việt Nam đi, các bạn muốn sở hữu một chứng khoán trực tiếp ở của công ty Tesla thì rất là khó các bạn phải qua một trung gian nào đó và các bạn không tự giữ cái cổ phiếu đó được nhưng mà giả sử như cổ phiếu Tesla đó là một cái token mà thôi thì token đó ai có khóa cá nhân thì là chủ nó sẽ đơn giản hơn nhiều và có thể mở rộng được hơn cho nhiều nhà đầu tư khắp nơi và đây cũng là điều mà nhiều sàn chứng khoán đã nói là công dụng thật sự của crypto đối với họ đó là công dụng mà có thể sử dụng được và có thể cải tiến rất nhiều các họ đang làm hiện tại chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là bolus các bạn đến từ Vương quốc Anh thì chúng ta thấy được là quỹ ban luật pháp Vương quốc Anh đã đề xuất là phân loại crypto là một loại tài sản mới tại vì crypto đó có nhiều chức năng và không phải là tài sản vật chất cũng không phải là chứng khoán hoặc các dạng tài sản khác crypto là một loại tài sản hoàn toàn khác cho nên cần phải có một phân loại khác và phân loại này đó cũng sẽ nằm ở trong cái dạng tài sản cá nhân tôi cũng đồng ý các bạn không thể nào mà cứ ghép crypto À, đi vào một cái khuôn khổ đang có hiện tại Tại vì nó không hợp lý Cũng giống như là các bạn cố ghép Grab Hay là các bạn cố ghép Uber hay là Lyft Vào khuôn khổ taxi gì đó Thì làm sao mà hợp lý được các bạn Hay là các bạn cứ cố ghép AirBnB Vào khuôn khổ của khách sạn Thì cũng hợp lý đâu và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, coinex, okx, binance và một số những dịch vụ khác như các bạn như trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!